với công suất khỏe và chỉnh được bass mic và mic chép nha. Đánh 3 cầu loa ABA+B, có loa nét đầy đủ cho các bác điện 120, tại vì những con set là ở thị trường Mỹ đó. Đánh loa AR, kể cả những dòng loa AR3, AR9, vân vân. Và những dòng loa JBL như là L5, L7 rồi các bác. Và những dòng loa JBL bass 30, 40, vân vân. Con set thì đánh tốt hầu hết các dòng loa, tiếng hay. Ai mà đã chơi qua con set rồi đều phải có ấn tượng về chất âm của em nó. Nhiều bác chơi nghi một thời gian rồi từng nâng cấp lên con deck hơn, nhưng về là cuối cùng cũng lại bán đi mua lại em nó nữa. Đấy, nhiều lần rất là kỳ lạ thế. Khi các bác nghi những dòng con set rồi có ấn tượng rất là nhiều, tại vì cái chất âm của nó mang lại nó hơn cái tầm tiền những cái sản phẩm khác rất là nhiều. Cái đó thì em cũng không có nói rõ ra, nhưng mà là thế các bác. Nói một câu là nó hơn hẳn cái tầm tiền chúng ta đầu tư rất là nhiều. Rất là nhiều bác là mua đi mua lại con này nữa này, bán rồi đi mua những cái con deck hơn cả chục cũ rồi bác, về nghi lại thua em này, phải lại bán con nó đi, đi tìm lại mua con này dạng em, và dạng không có, lúc có lúc không, không lúc nào cũng có được những dòng này vậy bác. 550W 120V, 3 cầu loa ABC là điện đường tín hiệu đầu vào, hay là series của nó nha. Series là 48, 46 này. Hồi đẹp lần đầu là 1048, mình cho dễ nhớ này, có 1048 này. Series 1048 nha, con set 6.5 550W. Con này giá em đang giao các bác rất là tốt trong một hì để các bác mình sở hữu là 18.500, đã bao gồm phí ship, giá em cân đối tốt nhất cho các bác rồi nha. 18.500. Cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu, chuyên khoản độ vẫn bớt 200.000 là còn 18.3. Cọc tiền thì vẫn giá 18.5. Máy thì đẹp kem, đạt tiêu chí là vừa nghi vừa trưng bày rồi đó các bác. Tất cả là nấm nút là sáng tròn đó nha. Đánh 3 cầu loa, các bác có thể chơi một lần 2 cầu. Những con này hàng đấu bay về, hàng đấu mạng trên eBay các bác. Những con này không có hàng công đâu nha, chỉ đa số hàng mạng là về là chính. Đây là tổng quan phía trên này, để sau đây em mở cái nắp để các bác cùng xem luôn. Bán nào chốt thì alo cho em qua hai số điện thoại này nha, 0978338142 hay là 0965770227, giá 18.500, chuyên khoản đủ còn 18.3. Vâng, em mời các bác cùng xem độ mới của con concept 6.5 luôn nha. Nhìn sexy này các sườn này nha, nói chung là mới keng, tất cả bao riêng tuyệt đối. Các bác sẽ nhìn trên những con âm ly concept thì nó sử dụng linh kiện rất là lớn, chỉ số rất là to. Đây, sexy, tăng phun nguồn, còn nguyên tem là các bác thấy tổ phần nguồn và phần là những con trở rất là lớn, không như những con ly khác đâu. Tôi sử dụng trở rất là lớn, chỉ số to, nó chạy 4 sổ xét nha các bác, 4 sổ xét nha. Đây, tất cả nguyên riêng từ A tới Z nha. Bác nào chốt thì alo cho em, một em duy nhất con xét 6.5 là phiên bản nâng cấp của 5.5, 5.5 và 6.5. 5.5 thì nó sẽ rỉ hơn khoảng 1.500.000, 6.5 thì 18.500. Đợt này em về giá nó tốt để cân đối cho các bác là 18.500, đã bao gồm phí ship rồi nha. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Video tiếp theo em sẽ giới thiệu tiếp tục một con omlay nữa để các bác cùng xem. Thì bên em đang giao các bác là con 8080DB, hàng tuyển đẹp long lanh cành đào luôn nha, không một điểm trừ, không tì vết, mặt đẹp ken để mang tới tính chất các bác vừa nghi vừa trưng bày. Giá là 34.500, đã bao gồm phí ship. Máy chạy 4 cầu điện nha, 3 trạm loa AB hoặc A+B, A+C, tem cờ còn nguyên. Đây, tem cờ còn nguyên nha các bác. Giá 34.500 là đã bao gồm phí ship nha các bác. Đây, con gỗ đẹp keng nha. Đây, keng hết. Giá bao gồm phí ship là 34.500, chuyển khoản đủ thì em vẫn bớt vài trăm cho các bác nha. Đây là chỉnh bass mic chép này, những con âm ly mà đầu khủng nó đều có chỉnh mic cho các bác, chỉnh được tiếng mic. Chúng ta có thể can thiệp vào lời ca sĩ mà mình tăng cái độ dày âm thanh lên. Và đây là hai cái đồng hồ vô này, volume tổng này, để chỉnh kênh không vâng. Tổng quan khi các bác nhìn trực diện em nó, nghiếp với những cặp mà mic võng bass 40 các bác, như là 99A, những dòng mà loa 4.500, 5.500 của Sansui, và kể cả những dòng loa JBL bass 30, 40, vô tư. Tiếng hay là ưu điểm đặc trưng của những dòng 4 số của hãng Sansui, từ những model 60, 70 rồi đến 80 này các bác, và tới 90.
toàn là những model hay của hãng Sansui nổi tiếng. Đây, quân thần sát cạnh hết nha các bác, đẹp keng hết nha. Đây cạnh phải này, ba sáu không tám, ba cảm loa ABC A+B A+C, hiện tại điện 110 120 nha các bác, đập keng hết, 3608 nha. Đây, tổng quan phía sau của em nó đây, đây phần tản nhiệt của phần sò công suất, nó chạy 4 sò sắt nha, công suất là 265W, maximum lên tới là 520W nha, hay là đánh bắt 40 vô tư nha các bác, công suất mắc là đến 520W, phối ghép với những cặp loa cổ hoặc là những dòng loa JB vân vân, đánh cả những dòng loa đời mới đều tốt hết. Các bác có thể ghép với những con bánh cối phía trên âm ly này thì cực kỳ đẹp luôn nha, đúng chất trưng bày những sản phẩm thế kỷ 75. Một âm ly đài và phía trên là một con đầu đét hoặc là một thêm một con bánh cối nữa, tuyệt vời luôn. Nghe nhạc 75, nhạc bolero, nhạc vàng. Rồi thì sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Em nói sexy 7 màu nha, sexy vàng đó các bác. Vâng, đây là bên trong rủ gang của con 800B sexy vàng nha các bác, sexy vàng. Nó đắt giá hơn sexy trắng rất là nhiều. Đây, sexy vàng 7 màu nha. Đây, bên hông này các bác. Đó, sexy vàng 7 màu nha. Ok, tất cả bao zin tuyệt đối cho các bác, đồng hoàn hảo nha. Các bác về cắm đúng điện mình xài thôi. Điện 110. Các bác cắm 100 110 nha. Mé đẹp keng hết nha các bác. Những con 80db hoặc là những dòng đời cao sexy vàng là một trong những dòng âm ly rất là đắt giá của hãng Sansui. Mọi chi tiết các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên. Đây. Và ống luôn nha. Con nhìn cái mới này. Giá 34 năm, cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu trở lên, còn chiến khoản đủ thì em cũng bớt có chút đỉnh cho các bác cà phê cà pháo nha. Máy bao zin tuyệt đối, hoạt động hoàn hảo nha, mặt đẹp không tì vết nha các bác.